chào các anh chị ạ. Các bạn ơi, ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt đối với bố Hương và Hà. Chính là ngày gì Nguyễn Nhi nhở? Ngày sinh nhật của em Tata. Đúng rồi, ngày hôm nay là ngày sinh nhật của em Quỳnh Nhi, nên là bố Hương với mẹ Hằng sẽ đến đây để mua một cái bánh kem chúc mừng sinh nhật nha. Vâng. Để đây thì gia đình mình cũng làm một cái buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ cho em Quỳnh Nhi nha. Yeah. À các bạn ơi, đặc biệt là ngày hôm nay gia đình mình có mời thêm một số nhân vật đặc biệt nữa để đến dự sinh nhật em Quỳnh Nhi. Các bạn hãy theo dõi video này để xem là ai sẽ đến dự sinh nhật em Quỳnh Nhi nha. Ok. À, giờ mình vào chọn bánh. Các anh chị ơi, em chọn những nhân vật đấy. Vâng. Wow. Nhi ơi, bạn có nhiều bánh đẹp này. Wow. Đó, đỏ nêu xỉu. Wow, có cả kim cương kìa. Nhưng mà đấy chỉ là hạt tố, trăm tí thôi. À, con chọn bánh đi, con chọn bánh nào? Con chọn bánh này màu hồng. Ôi, có siro đấy này đúng không? Vâng, okay. Có cái cục tai thật, sô-cô-la. Có bánh màu đỏ này. 6 tuổi rồi. Yeah. Sao con sinh nhật là 6 tuổi tròn đấy các anh chị. 6 tuổi tròn đấy đấy. Mình biết là mình lớn rồi mà mình phải gì? Mình phải sinh nhật để 6 tuổi hay là phải mấy tuổi? Thế quá mẹ ạ. À. Thế quá. Là... năm sinh nhật mấy lần? Năm sinh nhật một lần. Một lần à? Nhưng mà được thổi nến mấy lần? 100 lần. 100 lần sinh nhật bố con thổi nến. Con thổi nến tại vì bố mẹ nhường cho con mà. Này, mua được bánh rồi, bây giờ mình đi sinh nhật thôi. Tên tên, em không mua được mũ rồi. Mua được mũ rồi, bây giờ mình đi sinh nhật thôi. Các bạn nhá. Tên tên. Các bạn ơi, mình đã đến nhà hàng rồi. Nhưng mà mọi người chưa đến. Gia đình mình đến trước đúng không? Vâng. Bây giờ đi lên để nhận bàn nhá. Tầng 2 các bạn ơi. Nhận bàn á. Tức là mình lên mình ngồi bàn trước đợi mọi người. Đi vào thôi, con bấm tầng 2. Đúng rồi. Thế này. Hello. Chào các bạn nha. Chúc mừng sinh nhật em Quỳnh Nhi. Chúc Quỳnh Nhi sinh nhật vui vẻ nha. Thích quá. Con háo hức từ bao giờ rồi á? Thế à? Bao giờ? Ui giời ơi. Được cái là sinh nhật mà hầm cứ hóng từ đời nào. Rồi cho tầng 2 nào. Đây. Hai đây trong cái hình ngồi đâu nhỉ? Ngồi đâu? Đây là bàn dưới đây này. Đó. Đây là bàn này. Bàn này. Thì chắc ngồi hai bàn này cái gì nhá. Hai bàn này á? Ừ. Cái tưởng. Đấy. Thì có thêm khách chứ không mà mình phải mời khách nữa đâu. Ừ. Đấy. Thế này nhưng mà chưa được khách đến các bạn. Nhiều ghế thế nhà mẹ. Nhiều ghế. 10 người. Cả trẻ con, cả người lớn. À, con biết ai rồi. Con bí mật. Hả? Ai? Bí mật mà, mẹ bảo bí mật mà. Kìa, nhìn đứa con đẹp chưa? Wow. Nhìn ra đấy chụp ảnh đi. Không chụp ảnh được. Vướng cái bàn rồi. Vướng cái bàn, con ngồi ở trên đấy luôn. Đẹp mà. Đây, đây là hình trái tim gì á? Sexy. Các bạn ơi, nhà hàng này tuy là bé nhưng mà để con rất là đẹp luôn. Cái này tận mấy tầng luôn nha. Mấy tầng ạ? 4 tầng. What? Đấy, 4 tầng nhưng mà chúng ta phải đi lấy đồ ăn ở dưới tầng 1 các bạn ơi. Tại vì mình chưa đặt bàn chua. Với cả cái tầng này cũng chưa có khách nên là nhà mình đến thì cứ tẹp ga đi. Thoải mái mà chơi ở đây thôi, đúng không? Hay sexy lắm. Trời ơi, trướng kìa. Hôm nay ai là nhân vật chính? Tên tê là con. Trời ơi, các anh chị có thấy em của Nhi hôm nay mặc rất là xinh nhỏ. Đấy. Xinh nhỏ. Xinh ơi là xinh. Nhìn các anh chị ơi, nhìn thấy em đẹp chưa? Nào quay một vòng cho anh chị xem nào. Hai. Rồi. Nhưng mà tại vì cái này nó trơn.
ở Hội Sơn đấy, ngã bây giờ. Con chào cô Tuyết, con chào Văn Lan. Trời ơi, hôm nay sinh nhật Quỳnh Nhi mà sao cô Tuyết với bác Lan xinh thế? Trời ơi, bác Lan xinh thế. Trời ơi, cái này đâu mà chiếm spotlight của em Quỳnh Nhi rồi nhờ. Ôi giời ơi, sao mà chiếm được, sao mà xinh thế? Vâng ạ. Ôi giời ơi, bác Lan tặng em này. Em gì? Bác Lan. Wow, xinh nhờ. Mới đến. Em gì? Em cũng không đi. Em có bài học đến tận mấy giờ em thấy mới không bảo không đi. Thế toàn cả người nhà mình đúng không? Nhà mình thôi. Các bạn ơi, những vị khách đầu tiên này. Mẹ. Dạ dạ. Buộc vào cái đồng hồ. Mẹ ơi, mẹ buộc vào đồng hồ. Buộc vào đồng hồ á. Ôi, hôm nay thật là xinh sẵn quá đi. Con sẽ đôi con cả đồng hồ. Con đem hết cả của cô Tuyết luôn á. Của cô Tuyết đây này. Đấy, của cô Tuyết làm sao mà gọi điện. Cái đồng hồ này có cái gì xin không? Có chụp ảnh nữa. Ôi, đúng luôn. Có cả cho đem toán. Em thử đi. Ai có thể. Giờ đi rồi đi. Rồi, đi ra. Cửa đâu? Cửa đâu? Trời ơi. Đúng rồi, cô Tuyết cô khác. Đúng là cô Tuyết thật mà. Nhi ơi, cô thích không con? Trời ơi, đẹp thế nhỉ. Đúng con này là con thích phải không? Trời ơi, đẹp thế. Con cầm chắc nhá, không thì con này bay đấy. Con này bay theo đấy. Có bay được không? Thì con bay bổng lên luôn. Con bay lên trời luôn đấy. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi xuống lấy đồ nhá. Đèn đèn ơi, đây này các bạn này. Em Quỳnh Nhi có cái con gì đây nhỉ? Coromi à? Trời ơi, đẹp quá luôn. Đi cẩn thận nó ngã nhá. Wow. Sợ quá trời. Quỳnh Nhi này. Quỳnh Nhi ra chào chú Hào. Con chào chú Hào. Đây đây, anh chú Thu Hào đây. Quỳnh Nhi à. Dạ. Chào con này. Con làm ơn chú chưa? Ok. Chào các bạn ơi, đây này, đây là tất cả các đồ ăn ở đây. Đây là gì đây không biết. Đây, đây bên này là thịt này, thịt bò này, chân gà này. Đây này, bò tảng đây các bạn ạ. Đấy, thấy chưa, tảng to đấy. Đây tôm đây này. Trời ơi, bao nhiêu là tôm luôn. Đâu, cái đĩa cho mẹ nào, Quỳnh Nhi lấy đĩa được đĩa nào. Ở bên này là rau nhá. Đây là chân gà ướp, chân gà muối à? Chân gà sốt thái này các bạn này. Đấy, bên này là rau củ để nướng này. Ôi, Quỳnh Nhi có cả phô mai sao phải không con? Wow, đây là dưa chuột, đây là rau ăn kèm nhá. Đây là kim chi này. Kim chi. Ồ. Trời ơi, đây đây là khoai tây này, Quỳnh Nhi thích ăn này. Cả bánh bao này. Trời ơi. Khoai tây nhỉ. Ok, đây mẹ Hằng thì đang lấy đồ các bạn ạ. Mình nhờ có nhiều người mình sẽ lấy trước, lấy lên đấy trước các bạn ạ. Tí nữa mình đỡ phải lấy nhá, mình nhiều người mà phải không Quỳnh Nhi? Vâng ạ. Ok. Sao con lấy con mẹ à? Lấy đi, lấy cái gì con lấy này. Sườn cây sườn thái nhá. Khi em Thái Lan thì con lấy cái này nhá. Một cái nồi sườn thác sườn đi. Theo nhà tớ đã chặt nhỏ ra cho mình đây lấy. Về bình thường cũng lấy sườn phải rất là đẹp, nhưng khách rất là khó lấy. Cái chặt nhỏ ra mình thử nhá. Đây là thác sườn Thái Lan à? Nhá cái này nhá. Đây là thác sườn Thái Lan các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ lấy đồ nha. Đây là gì đấy? Đây là mực ạ. Đây là mực các bạn ạ. Đây. Quỳnh Nhi thích ăn cái gì con lấy đi. Con lấy cái kẹp mà lấy. Kẹp nào? Đấy cái kẹp đấy, kẹp này này. Kẹp này cũng được. Đây lấy cái kẹp này này. Kẹp hay kẹp ăn bánh này. Không sao đâu. Thế thôi để cho mẹ Hằng lấy nhá. Lên tầng đi. Từ từ đợi bố ăn.
Đa, các bạn ơi, ở đây á, nghe chị chủ quán bảo là đi Thái Lan phải nhất định ăn cái món sườn cay này. Nhưng mà ngày hôm nay thì gia đình mình không đi Thái Lan nhưng mà vẫn được thử nha. Ok, đây. Thế bây giờ có món gì thì mình sẽ thử món đấy các bạn ạ. Đấy. Hả? Nấc rồi là con đói rồi à? Con đói rồi đấy. Wow, thơm nóng hổi luôn. Đây, em Quỳnh Nhi thì từ khi đi học về bây giờ cũng ăn vặt được một tí thôi. Cũng chưa có gì ăn cả. Đấy, Quỳnh Nhi đợi một tí nữa nhá. Đây, sườn đây các bạn ơi. Đấy, nhiều thịt chưa? Wow, bao nhiêu là thịt luôn. Cay này, không chưa đi Thái này. Lan nhưng mà đây vẫn này. Được thử nha. Em phải lấy cả ớt nữa chứ. Thôi. Ăn ớt cho cay chứ. Rồi, đây nha. Ok, thế mình cứ lấy tiền đấy không? Chứ mình mẹ xuống lấy có tiếp nhé. Có lại hai tay chiên không Quỳnh Nhi này? Có ok. Cái gì ạ? À? Đồ chiên nhá. Các bạn ơi, gia đình mình đã lên mâm hết rồi này đấy. Nhìn ngon không? Có, hôm nay là đi ăn sinh nhật em Quỳnh Nhi là rất là hoành tráng luôn. Các bạn ơi, các bạn ạ, tôm hùm này tôm có từ một tí. Đây là tôm hùm ạ. Tôm cà rốt bạc xay. Đấy này, các bạn ơi, lâu lắm rồi à. Team BB ngày xưa, nay mới có dịp hội tụ đây này. Tuy là vẫn còn thiếu 1-2 người nhưng mà thế này là rất là vui rồi. Đúng rồi, tại vì là rất là lâu rồi rồi mọi người như thế này. Đấy. Nhân hôm nay thì có dịp. Mọi người đã ở Hàn Quốc hết thôi mà. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ phải đợi thêm cái kia nữa. Nhưng mà bây giờ mình háo hức còn ăn lắm rồi. Cảm ơn các bạn đây này. Đây, em Quỳnh Nhi được ai tặng quà đây? Đây à? Đây nó đây. Ôi, to chưa? Nhiều chưa? Thích không? Hai quả bóng bay nữa đây nè. Nhiều quá, chặt luôn rồi. Chặt luôn cả chỗ ngồi luôn hả? Mình ăn cơm nhá. Mời các bạn ăn sinh nhật đấy chứ. Ông nhé, mời các bạn ăn nhá. Sinh nhật của em Quỳnh Nhi được nên là hôm nay gia đình hàng nhà sẽ quyết định là unbox để xem là em Quỳnh Nhi được tặng những món quà gì nha các bạn nha. Ôi trời ơi, con thích unbox quá.
con thích ăn bao quả hả? Thế thì ngày mai hay là mình lại tổ chức sinh nhật tiếp. Ơ nhỉ? Để nhận quà tiếp được không? Ok, đến lớp cơ. Đến lớp à? Đầu tiên em muốn ăn bóc món quà nào nào? Con chọn món quà này. Món quà này con nhớ của ai nữa không? Của chú Su Hào. Đúng rồi. Đầu tiên thì để xuống đi con. Đây. Để xem là chú Su Hào tặng em Quỳnh Nhi món quà gì nhá các bạn nhá. Để em lấy. Ok. Đâu, xem nào. Đây là một cái cây bút có hình bông hoa ở trên này, còn bảy sắc cầu vồng cơ. Đây là một cây bút nhiều màu các anh chị ơi. Ở trên này là bông hoa này. Wow. Các anh chị ơi, đây là cái đeo như này này. Đó, cái đeo tay chú Sư Hà tặng em này. Em có thích không? Có. Nhìn này, các anh chị phải nhìn cho kỹ vào nha. Có lớp lánh sân lân cân là. Có lớp lánh kìa. Không phải là một màu đâu đúng không? Rồi, để đây. Gì nữa nào? Cái này cái bầm Kurumi. Ui, đây là cái bầm tóc Kurumi. Đâu, không đâu, phải, đâu. Em biết rồi á. À, mềm à. Để kiểu rửa mặt đi. Vâng. Để đỡ bị ướt tóc nè. Chú Duy Hà tâm lý thế. Còn đây là cái bút gấu râu. Lại là một cái bút gấu râu nữa. Cho em xem đây bút bi. Bút bi. À, em Quỳnh Nhi chưa dùng được bút bi đâu. À đâu, cái này bút chì. Chị ấn. Các anh chị ơi, đây là cái kẹp tóc lại là Singapore. Đây nè các anh chị ơi, kẹp tóc Singapore nè. Đây có một cái cuộn giấy. Cuộn sticker. Cuộn sticker này. Wow, rồi dễ thương ấy. Tại sao chú Thu Hào lại biết em Quỳnh Nhi thích sticker mà tặng em sticker thế nhở? Vâng. Các anh chị ơi, đây là keo. Keo dán. Keo dán. Ôi, đây hồ mà. Hổ hả? Hồ mà. Hồ hay là keo gì đấy. Nhưng mà thiết kế rất là đẹp luôn. Đẹp. Em Quỳnh Nhi cực kỳ thích những cái nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này nè. Gì nữa? Chưa hết à? Nhiều vậy. Chưa hết. Ôi. Đây là một gói sticker. Ôi, lại là một tệp sticker nữa các anh chị này. Wow, cái này cũng mà nhiều lắm. Đây là một cái gương. Ôi trời ơi, chú Xuất Hào nè, chú Xuất Hào tâm lý nè. Biết em Quỳnh Nhi là con gái này, cần bờm này, cần cái vòng tay này, xong rồi cần gương, nên chú Su Hào mua cho em này. Em nói gì chú Su Hào chưa? Em cảm ơn chú Su Hào rồi ạ. Vâng ạ. Rồi qua đây thì gia đình hàng nhau cũng xin cảm ơn chú Su Hào nhiều nhá, đã bớt chút thời gian đến dự sinh nhật của em Quỳnh Nhi đúng không? Vâng. Rồi bây giờ Quỳnh Nhi để quà một bên nào. Bây giờ con bóc quà của ai nữa nào? Con sẽ bóc quà của bạn Nhím. À, đây là quà của mẹ Hằng mà bạn Nhím. Vâng. Nhím là bạn của Quỳnh Nhi đó, tặng cho em Quỳnh Nhi nhá. Không phải là hôm qua mẹ Hằng không đi tại vì hôm nay mới tặng. Sinh nhật muộn, tặng quà sinh nhật muộn. Wow, nhìn này các anh chị ơi. Mẹ Hằng Nhím tặng cho em Quỳnh Nhi một chiếc áo nè. Áo, đây. Là... Ui, đây là cái váy. Đứng dậy xem nào. Giơ lên cho các anh chị xem cái váy như nào. Wow, các anh chị ơi nhìn này. Đây, cái váy màu trắng nhiều tầng. Trời đẹp ơi, lắm. Đẹp thế, cái áo này thì là áo len. Mùa đông. Ui, để mùa bây đông giờ mặc mùa đông rồi mà. Sắp đến mùa đông rồi. Thế? Cảm ơn mẹ Hằng đi. Con cảm ơn mẹ Hằng ạ. Cảm ơn bạn Nhím nữa. Cảm ơn bạn Nhím. Ok. Các anh chị ơi, bây giờ em sẽ bóc quà của chị ta. Ok, bây giờ cho Quỳnh Nhi bóc quà của chị Tân An nha. Và em Quỳnh An. Quá. Rồi, Quỳnh Nhi đứng dậy để xem lấy ra nào. Đây. Wow, nhiều quá luôn. Đây là một cái hộp bút Kurumi. Trời ơi, Kurumi. Rồi, để ra ngoài để tí nữa ăn bóc nha. Xong rồi, đây là một cái hộp bút siêu đẹp. Cái này là cái ống đựng bút. Ống đựng bút. Siêu đẹp luôn. Rồi, để ra ngoài. Tí nữa. Wow. Wow, đây là một hộp màu siêu đẹp tiết. Một hộp màu siêu đẹp nữa các bạn ơi. Trời ơi, chị Tân An với em Quỳnh An tặng gì Quỳnh Nhi nhiều thế nhở? Vâng. Wow. Đây. Wow, đây là chị Tân An.
ban cho em một quyển truyện. Hai quyển. Hỏi gì cũng biết. Chắc chắn là chị Tân An muốn cho em Quỳnh Nhi là học thật là giỏi này. Để ý là mình không biết cái gì thì mình sẽ đọc quyển sách này. Vâng, wow, đây là một cái bút siêu đẹp. Cái này cũng là một cái bút chì này. Đó, bút chì này, bút chì ngòi nhọn nè. Đây này. Đúng rồi. Siêu đẹp luôn. Cũng đẹp mà. Ui, ở đây có thể cherry. À, đây. Ngày hôm qua thì em Quỳnh An đã tự tay chọn cho Quỳnh Nhi cái túi này nè. Wow. Ôi, xinh chưa? Còn có cả ngọc trai nữa. Đây. Xinh xỉu nhỏ rồi. Ôi, chưa gì đã một bàn. Đây là quà rồi nè. Bây giờ Quỳnh Nhi bóc quà của ai tiếp nào? À đâu, để thử bóc cái này ra nhá. Vâng, con sẽ bóc cái hộp bút tại vì hộp bút đẹp. Cái đấy là hộp đựng bút. Đây, đến cái nè nè, cho Quỳnh Nhi khám phá nè. What? Đây còn có cả Kurumi nè. Kurumi. Wow. Mấy cái này thì rất là cần thiết để cho em Quỳnh Nhi học bài nè. Đang đi học nè. Nghe này các chị. Wow. Cái bút nào mà nhỏ thì để sang bên này. Đó. Sau đó cái nào mà thấp ý. Đó, rồi xong một bàn màu hồng luôn. Mọi người thích, biết em Quỳnh Nhi thích màu hồng. Nè. Ôi trời ơi, nè con ơi. Wow. Cô Rumi đang đi học này. Đấy. Các anh chị ơi, em thích cô Rumi này này. Em thích cô Rumi à? Thế em cảm ơn ai chưa? Em cảm ơn bác Châu và chị Tân An, với cả em Quỳnh, với cả bác Si ạ. Rồi, em cảm ơn tất cả mọi người đã tặng quà cho em đúng không? Vâng. Để xem là bây giờ món quà tiếp theo là gì nhá. Vâng ạ. Cô Tuyết. Với bác gì? Bác Lan. Đúng rồi. Đây. Tên tên, đây là quà của bác Lan nè. Wow. Trời ơi, cái gì vậy? Xinh xỉu. Tên tên. Đây là túi Melody. Ôi, túi Melody. Ui, đẹp vậy. Cái này mẹ cũng thích nè. Em Quỳnh Nhi thử đứng dậy xem nào. Trong này chỉ là giấy để người ta đựng cho nó có tạo độ phồng thôi. Mẹ lấy hết giấy ra nhá. Vâng. Wow, bác Lan ơi, sao bác Lan khéo chọn thế? Mẹ. Rút lại, kéo ra. Thả tay này ra. Kéo. Đó. Nào, xong rồi. Con đứng dậy con thử đeo xem nào. Cái trời ơi, bao giờ em mà chủ nhật ấy, em mà đi đâu ấy. Em sẽ đeo cái túi này. Em sẽ đeo cái túi này cho các chị xem. Các anh chị thấy đẹp không? Con bảo bác Lan ơi, bác Lan thấy hợp với con không? Bác Lan ơi, bác Lan có thấy hợp với con không? Con cảm ơn bác Lan đi. Con cảm ơn bác Lan ạ. Rồi, nào ngồi xuống đây. Tên... Và đây là quà của cô Tuyết này. Còn vâng. Đây là quà của dì Thảo nè. Dì Thảo, con đừng dì Thanh. Dì Thanh, em Quỳnh Nhi có hai dì mà một dì Thảo và một dì Thanh. Dì Thanh thì quà đã uống hết rồi còn gì nữa. Ờ nhở, dì Thanh gửi cho em Quỳnh Nhi một hộp sâm. Em Quỳnh Nhi uống hết rồi còn đâu. Này, cho em tự bóc. Đây. Tên tên các bạn ơi, bây giờ là quà của cô Tuyết nhá. Em sẽ cho. Ui, em bất ngờ nghe kìa. Ô! Oh! Gì đây? Đây là cái dây chun có hình cái nơ siêu đẹp luôn. Hình dây chun này. Ô! Oh! Cái này là cái để dán bằng móng tay này. Cái này là để dán móng tay nè. Cô Tuyết thích em, biết em của Nhi điệu đúng không? Trời ơi, màu hồng luôn Quỳnh Nhi ạ. Vâng. Ôi! Trời ơi! Cái gì ơi? À! Kem tóc gấu râu Nester. Gấu râu này các bạn ơi, toàn là gấu râu luôn. Wow. Cái này thì mẹ Hằng chắc là cũng được kẻ đây. Cho mẹ mấy cái được không? Cho mẹ một cái thôi. Một cái thôi á? Con kẹp gì nhiều thế này? Mỗi lần kẹp, mỗi hôm kẹp một hôm. Mỗi hôm kẹp một cái à? Vâng. Kinh chưa các bạn ơi. Đây, bao nhiêu kẹp tóc thế này á thì kẹp bao giờ mới hết được. Em sẽ dán móng tay. Từ từ đã, em bóc nốt cái này đi để mẹ cắt cái này ra xong rồi em khám phá tiếp nha. Wow. Nhiều quá các anh chị ạ. Nhiều quá thế nhờ. Vâng. Chẳng có cái gì luôn. Ôi em ôn không hết luôn đó. Wow. Này. Em thích nhất là cái hộp bút này.
cái này cái nào em cũng thích phải không? Chưa biết cái này là cái gì. Đây này Quỳnh Nhi ơi, mẹ bóc được rồi, bây giờ em mở ra xem bên trong là gì. Vâng ạ. Em có bất ngờ không nào, hồi hộp không nào? 1 2 3 ôi giời. 1 ô lúc lắc kìa. Vâng. Gì nhờ, con đoán thử xem nào. Em đoán là vòng tay. Ui nhớ đâu là nhẫn này, nhớ đâu là vòng cổ hay sao? Vòng tay thì sao? Em nghĩ là vòng tay. Ok, nhớ nghe này là vòng tay. 1 2 3 vòng tay đúng luôn. Thật này đó, đẹp chưa? Vòng tay bằng bạc các anh chị ơi, có một bông hoa bên dưới rất là đẹp luôn. Rồi đúng lúc là vòng tay của em Quỳnh Nhi đang bị hỏng luôn, nên là mẹ Hằng đang định đổi đây, cuối cùng chị Thảo mua cho em rồi. Cảm ơn chưa? Em cảm ơn chị Thảo. Ôi giời ơi rơi kìa, mình phải cẩn thận. Ok thôi, cái này mẹ đeo luôn cho em nhá. Vâng. Đây nhìn này, đẹp thế nhờ, đẹp xinh xỉu. Trời ơi, sao chị Thảo mua cho mỗi một mình con, mẹ chẳng có à? Tí nữa con ra làm cho mẹ con cá kẹo dẻo. Thì con cá kẹo dẻo có ăn được đâu. Thôi cái này mẹ không lấy được, bố bạn chặt vào đây rồi. Thôi tí nữa để bố ấy cho. Đau thật á. Đau thật á. Bên này. Các anh chị ơi, năm nay sinh nhật 6 tuổi của em Quỳnh Nhi. Em Quỳnh Nhi nhận được quá trời là quà luôn đúng không? Vâng, bao giờ sinh nhật mẹ nữa em sẽ tặng cho mẹ quà trước. Tặng quà trước á? Vâng. Nhớ nha, sinh nhật sang năm là mẹ đòi đi nha. Nhớ. Ok. Các bạn ơi, ngoài ra thì cũng có rất là nhiều các anh chị ở trên YouTube xem và biết được ngày sinh nhật của em Quỳnh Nhi, đã gửi vô vàn lời chúc tốt đẹp đến em Quỳnh Nhi luôn. Gia đình Hằng Nha cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn nha. Đúng không? Em Quỳnh Nhi cảm ơn các anh chị đi. Em cảm ơn các anh chị ạ. Sau tuổi mới này thì em Quỳnh Nhi nhớ là làm nhiều video hay và hấp dẫn cho các anh chị xem nữa nhá. Vâng ạ. Nhưng mà tuổi mới là con phải cố gắng chăm ngoan học giỏi nhá. Nghe lời ông bà bố mẹ nhá. Vâng. Các bạn ơi, video sinh nhật của em Quỳnh Nhi đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nha. Bye bye.